Chiều qua, tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Tích Quang Vina đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2024 cho trên 3.000 cháu là con công nhân lao động trong công ty. Đặc biệt trong chương trình Vui Tết Trung Thu năm nay, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở đã tổ chức hội thi lồng đèn sáng tạo với sự tham gia của 22 đội thi đến từ 22 công đoàn bộ phận trong công ty. Ngoài các mô hình truyền thống như lồng đèn cá chép vượt vũ môn quan, lồng đèn ngôi sao, lồng đèn trăng tròn, các đội thi còn mang đến các mô hình mới như nhà sàn Bắc Hồ, chiếc thuyền yêu thương, môi trường hệ sinh thái nhằm truyền tải thông điệp về tình đoàn kết giữa người lao động, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc cũng như tình cảm của công nhân lao động miền Nam hướng về các tỉnh miền Bắc thân yêu bị thiệt hại do bão số 3. Bằng nhiều cái yếu tố đó kết hợp lại thì Plan BK đưa ra cái ý tưởng. Cái thứ nhất là qua cái sự lãnh đạo của công đoàn cũng như là tập đoàn KKG thì muốn là chắp cánh để lãnh đạo cho các cái nhà máy chi nhánh ngày một tiến ra bằng những cái cánh quay ở đấy. Và bên cạnh đó thì qua cái sự phát triển của nhà máy của tập đoàn thì cũng không quên đó là cái trách nhiệm, chia sẻ cái trách nhiệm với xã hội để bằng việc là chung sức đồng lòng hướng về miền Bắc bằng qua những cái sự quyên góp về tiền của để cái chung tay với miền Bắc khắc phục cái hậu quả đó. Thì chiếc thuyền này tụi em cũng gửi gắm rất là nhiều ý nghĩa là mình có thể vừa được vươn xa hơn trên bản đồ thế giới và cũng kết nối được tình hữu nghị giữa hai đất nước là Hàn Quốc và Việt Nam. Ngoài điểm nhấn là hội thi lồng đèn sáng tạo, đến với chương trình Vui Tết Trung Thu năm 2024, các cháu thiếu nhi và người lao động tại công ty cổ phần Tích Quang Vina còn được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như sân chơi thiếu nhi, tô tượng vẽ tranh, trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn ẩm thực mang đặc trưng ba miền. Cùng với đó là các chương trình văn nghệ như ca múa nhạc thiếu nhi, múa lân, xiếc ảo thuật, rước đèn và được tặng nhiều phần quà hấp dẫn. Chúng tôi đã mang tới cho các em thiếu nhi nhiều cái sân chơi rất đa dạng, như là có những cái sân chơi trẻ em, tô tượng vẽ tranh, trò chơi dân gian, ôn lại những cái truyền thống ngày xưa của trẻ em các cái nông thôn Việt Nam. Và bây giờ được các bạn đoàn thanh niên phối hợp với cán bộ công đoàn là tổ chức để cho tạo một cái sân chơi mới cho các em trong ngày hội trăng rằm. Bên cạnh đó thì chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình game show dành cho trẻ em thiếu nhi và rút thăm trúng thưởng cũng như quà tặng cho tất cả các em tham gia. Cùng tại chương trình, công nhân lao động còn được tham gia bốc thăm các giải thưởng may mắn như máy tính xách tay, máy tính bảng, xe đạp, quạt điện. Trước đó, công đoàn công ty cũng đã có hoạt động tặng bánh trung thu cho đoàn viên người lao động. Có thể thấy, Trung thu năm nay diễn ra trong điều kiện nhiều khó khăn. Song với vai trò của tổ chức công đoàn, việc quan tâm chăm lo cho con em đoàn viên người lao động, công nhân trong dịp này không chỉ tạo cơ hội để các em thiếu nhi có môi trường giao lưu an toàn, lành mạnh, mà còn khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng với người lao động và cùng doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển Đồng Nai giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Tích Quang Vina tiếp tục kêu gọi toàn thể đoàn viên người lao động chung tay đồng góp ủng hộ các tỉnh miền Bắc vượt qua bão số 3.